mỗi cây thì mỗi cảnh, mỗi mùa thì mỗi sản phẩm như các bạn. Trong thời gian giai đoạn mùa mưa này thì cái sản phẩm đó là tăng trọng kích mồi này, Duy đang đi hàng rất là nhiều. Giống hôm nay thì đang chuẩn bị đó là giao về khách, đó là cái dòng tăng trọng kích bắt mồi. Cái dòng này có rất là nhiều cái hay nha, và Duy chia sẻ thấy cái hiệu quả nó rất là ok. Trong những cái giai đoạn mà thời tiết mưa nhiều, mưa dập hoặc là mưa dầm, trong những ngày gần đây ở miền Nam mình mưa cũng rất là nhiều, thì cái việc mà khi chúng ta thấy được cái con tôm nó sẽ giảm ăn do mưa là giảm ăn do thời tiết. Và xử lý cái vấn đề này và đấu với cái vấn đề này chỉ có cách đó là chúng ta kích mồi lên, giống như là khi mà chúng ta nhậu mà chúng ta ăn mồi nướng, ăn lẩu rồi đó, kích mồi lên. Đó là gì đó, thì khi mà chúng ta sử dụng cái dòng Aquamax này thì thấy được đó là con tôm nó sẽ cải thiện cái tốc độ ăn. Do mưa mà nó dập mà nó dầm á thì nó ăn yếu, ăn yếu thì kéo dài thời gian, mà kéo dài thời gian thì kéo dài thời gian nuôi, mà kéo dài thời gian nuôi thì tăng chi phí. Ví dụ như bầy tôm nó về 30 con mất chỉ có đó là 90 ngày so với bầy tôm 30 con 120 ngày, khác hoàn toàn, đúng quý vị các bạn. Và cái dòng này thì được quý vị các bạn đó là sử dụng nó hiệu quả rất là cao, kể cả ao nhà của Duy thì Duy thấy hiệu quả rất là cao. Một công thì đôi việc, cái dòng này nó vừa sẽ kích mồi và nó vừa tăng trọng luôn, có nghĩa là nó vừa kích mồi và vừa tăng trọng để bổ sung đó là protein. Và một cái cặp trong thằng này, trong cái bộ tăng trọng của Duy á, là từ 45 ngày trở đi thì Duy có một cái bộ tăng trọng để gút xe nhanh. Cái giai đoạn mà về sau của tôm nó sẽ cần một cái giai đoạn đó là gút xe nhanh, và làm sao con tôm nó phát triển là với tốc độ nhanh nhất, ổn định nhất để mà nó phát triển. Thì cái trong bộ tăng trọng, ngoài cái kích mồi này, tăng trọng kích mồi thì sẽ có một cái dòng đó là OX Rau. OX Rau là cái dòng tăng trọng mạnh như các bạn, cái này thì dạng gối nha bà con. Hôm nay thì cũng đang đó là giao về cho khách. Cái dạng gối này thì nó sẽ tổ hợp đó là axit amin, bao gồm lysine, methionine hoặc là những cái nhóm axit amin cần thiết cho tôm, vitamin để cho tôm đó là gút xe nhanh bằng cách đó là bổ sung axit amin và chuyển hóa thức ăn tốt hơn. Qua hai cái thằng này nó sẽ giúp đó là gút ngắn thời gian thu hoạch, thời gian nuôi thì cái hệ số FCR của mình sẽ gút ngắn xuống. FCR là hệ số chuyển hóa thức ăn. Ví dụ như là bây giờ một chúng ta tạo một tấn tôm với đó là một tấn tư thức ăn, tấn ba thức ăn, nhưng mà chúng ta gút xuống một tấn tôm chúng ta chỉ có một tấn mốt thức ăn thì chúng ta sẽ dư ra được một cái lời, ok như các bạn. Và hai đây là hai cái dòng rất là chiến lược nha. Trong bộ tăng trọng thì nó sẽ có khoáng và men nữa, nhưng mà Duy nói sơ lược về hôm nay đó là về hai cái dòng này. Quý vị và các bạn có cần thì cứ điện cho Duy hoặc là số điện thoại hotline của nhà Yến Duy các bạn. Và xin cảm ơn các bạn luôn đồng hành cùng nhà thủy sản Duy nha, là một những đơn vị cung ứng về thuốc men và đồ nghề thủy sản nông nghiệp, và Duy sẽ đó là giao hàng toàn quốc miễn ship. Xin chào và hẹn gặp lại, xin cảm ơn rất nhiều. Ok.